khuyên những kẻ mê đắm lầu xanh. Sự độc hại lan tràn của những kẻ bán dâm thật đáng sợ lắm thay. Họ làm cho người khác tinh khí phải cạn kiệt, tài sản phải hao tổn, vợ chồng phải chia lìa. Những kẻ chân chất thật thà, nhưng gần gũi họ thì thành ra dâm đảng. Những người trí thức khôn ngoan, nhưng say đắm họ thì thành mê muội. Chốn lầu xanh của họ bao giờ cũng đưa người cửa trước, rước người cửa sau, chất chứa bao điều nhơ nhớp. Đó thật là chốn ô uế nhất trong thiên hạ. Nhưng bao người thế tục lại cam chịu nhơ nhớp mà chui vào, thật kỳ lạ thế. Đến như những người nam đồng tính luyến ái, thì sự mê luyến lại càng nặng hơn. Đã may mắn sinh ra làm thân nam tử, không thể chấp nhận bị người làm cho ô nhục. Nếu đã ở cương vị không thể chấp nhận bị ô nhục, mà lại tìm đến con đường nhơ nhớp của những kẻ bán dâm, chẳng phải tự mình chuốc lấy phiền não đó sao? Thật chẳng biết thói tục xấu, mua bán dâm này bắt đầu từ ai. Nhưng đến nay vẫn còn tồn tại. Những người trong sạch thanh cao phải biết trăn ngừa tránh xa. Hai chàng Triệu Lưu. Triệu Lâm quê ở Uyển Bình, có lần cùng Lưu Phương Viễn đi chơi uống rượu với một kỹ nữ trong lầu xanh. Bỗng có người tình cũ của cô ta là Vương Tông Nghĩa tìm đến. Đôi bên gây gỗ, Lưu Phương Viễn đánh anh ta ngã xuống chết ngay. Sự việc được báo lên quan huyện, Lưu Phương Viễn mua chuộc cô kỹ nữ, vu cáo cho Triệu Lâm việc giết họ Vương. Triệu Lâm phải chịu tội chết. Sau đó, một hôm Lưu Phương Viễn đang bày tiệc đãi khách, có người khách bỗng xông tới, túm chặt tóc trên đầu Lưu Phương Viễn, rồi phát ra giọng nói hệt như Triệu Lâm. Nói rằng, người là do mày giết, mày lại vu oan cho tao. Tao đã tố cáo mày tại âm phủ rồi, cả hai đứa bọn mày rồi sẽ bị bắt. Không lâu sau đó, Lưu Phương Viễn cùng với cô kỹ nữ kia đều đột nhiên ngã lăn ra chết. Lời bàn: Dương Ban Nghệ thuở xưa không bao giờ vào những nơi trà đình tửu điếm. Một lần bị người bạn lừa dẫn vào kỹ viện, ông về đem y phục mặc hôm đó đốt hết đi và tự trách mình một cách nghiêm khắc. Đem tấm gương này so với Triệu Lâm và Lưu Phương Viễn, tốt xấu thật khác biệt biết bao. Trương Sùng Nghĩa. Vào năm Tân Hợi thuộc niên hiệu Khang Hy, tại Châu Vĩnh Ninh thuộc tỉnh Sơn Tây, có người thợ bạc tên Trương Sùng Nghĩa, luyến ái đồng tính với một thiếu niên giúp việc cứng đầu hư hỏng, tên là Vũ Căng Nhĩ Tử. Khi ăn lúc ngủ đều không rời xa nhau. Một hôm, họ Trương uống rượu say, vào giường ngủ trước. Vũ Căng Nhĩ Tử nhìn thấy trong người Trương Sùng Nghĩa có dấu vật quý giá. Đêm ấy liền giết ông để đoạt lấy rồi trốn đi. Lúc ấy vừa canh năm, Nhĩ Tử chạy trốn đến cửa thành phía đông, nhưng cửa thành vẫn còn chưa mở nên không thoát ra được. Đến sáng thì bị quan quân bắt được, kết án tử hình ngay lập tức. Lời bàn: Nuôi trẻ giúp việc là thiếu niên tuấn tú đẹp đẽ trong nhà, thường sinh luyến ái với phụ nữ thành chuyện đồi bại. Tai họa của họ Trương chính là do mê luyến dáng vẻ bên ngoài.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. No.